Xin chào các bạn nhé. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đó là làm món thịt quay và mắc mặt ngon cho các bạn nhé. Thì mình sẽ các bạn đó biết thử làm gì làm nhé. Các bạn ơi, đây là mình đã ướp thịt với lại là mắc mặt rồi nhé. Còn mình sẽ cho vào đây là chiên nhé. Quay mình sẽ cho một xíu dầu thôi nhé, mình không cho nhiều dầu các bạn nhé. Vì thịt của mình lát nữa chiên nó sẽ ra mỡ. Mình làm những món chả thôi, mình sẽ cho vào.
là món thịt quay là mức mật của mình đấy, nên mình sẽ chia là vàng dụng đúng không? Chúc các bạn làm thành công nhé.